Đối với chị em phụ nữ, son môi được xem là vật bất ly thân, không thể nào thiếu trong cuộc sống. Một thỏi son đẹp, bắt mắt với những tông màu nổi bật sẽ là một món đồ thu hút sự chú ý của chị em nhiều nhất. Bên cạnh son môi thì son dưỡng cũng là một món đồ mà chị em không thể nào thiếu được, giúp chị em có được một đôi môi hồng hào, tươi tắn. Và sản phẩm son dưỡng môi đổi màu theo nhiệt độ INM Rainbow Honey Lip Balm đang là một sản phẩm được nhiều chị em truyền tai nhau sử dụng trong các diễn đàn làm đẹp. Vậy có gì ở sản phẩm son dưỡng này mà lại có thể thu hút được chị em ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Thông tin về sản phẩm. Thương hiệu INM. Xuất xứ Hàn Quốc. Khối lượng 3,8 g. Kiểu dáng, hình trụ. Son chuyển màu tùy thuộc vào nhiệt độ, thời tiết hoặc độ pH môi. Thành phần. Dưới thành phần được làm chủ yếu từ sáp ong, tinh dầu hạt macadamia và các loại cây cỏ, tạo nên khả năng dưỡng ẩm môi vô cùng hiệu quả và phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Tinh dầu macadamia, đây được xem là thành phần chính của son dưỡng ẩm này, với công dụng giúp làm ẩm mượt môi, giảm thiểu tình trạng mất nước, giúp tái tạo làm mềm miệng môi. Son dưỡng đổi màu INM còn chứa các thành phần cây cỏ tự nhiên lành tính phù hợp với mọi loại da, sáp ong, dưỡng chất với công dụng giúp làm mềm môi, giúp chữa lành những vết nứt nẻ, tổn thương do nứt nẻ, giúp đôi môi luôn quyến rũ, căng mọng. Công dụng. Son dưỡng đổi màu giúp cho đôi môi luôn căng miệng, hồng hào, mịn màng, giúp bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết. Màu son có thể thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào nhiệt độ, thời tiết hay độ pH của môi trường. Son dưỡng môi có thể làm lớp son nền, giúp bảo vệ đôi môi khỏi các hoạt chất độc hại khi trang điểm. Son dưỡng có thể được dùng làm mặt nạ môi khi đi ngủ, giúp cho đôi môi luôn căng mọng, được tái tạo một lớp da mới sau một đêm nghỉ ngơi. Vào mùa đông lạnh, việc sử dụng son dưỡng sẽ giúp bảo vệ đôi môi không bị nứt nẻ, mịn màng hơn nhiều. Hướng dẫn sử dụng. Sử dụng bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy môi bị khô, nứt nẻ. Trước khi đánh son, bôi trước một lớp son dưỡng để giúp môi luôn mềm mại, căng miệng. Bôi son dưỡng trước khi đi ngủ để giúp tái tạo môi, giúp đôi môi căng miệng hơn. Trên đây là những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho bạn về sản phẩm son dưỡng môi đổi màu theo nhiệt độ INM. Với vẻ ngoài bắt mắt, với công dụng làm đẹp hiệu quả, không xa khi nói đây là sản phẩm son dưỡng hiệu quả được nhiều chị em tin dùng và lựa chọn. Nếu bạn đang tìm cho mình một sản phẩm son dưỡng môi hiệu quả thì hãy thử ngay son dưỡng đổi màu INM này nhé, đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng.